Thưa quý vị, thời điểm Tết Nguyên đán nhiều nơi mổ lợn và giữ tập tục ăn tiết canh cho may mắn, nhưng việc này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa có thống kê cho hay đã có trên 170 người mắc bệnh liên cầu lợn, trong đó có 14 người tử vong năm 2017. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy 70% bệnh nhân mắc liên cầu lợn có ăn tiết canh, số còn lại là do ăn nem chạo sống, thịt lợn tái, do tiếp xúc giết mổ lợn. Theo Bộ Y tế, thì bệnh liên cầu lợn rải rác quanh năm nhưng tăng mạnh vào những tháng cuối năm và đầu năm Tết Nguyên đán. Ngoài ra, người dân thường có quan điểm cho rằng lợn do gia đình nuôi, lợn thả rông là lợn sạch, có thể yên tâm ăn tiết canh, nhưng điều này cũng không đúng. Việc ăn tiết canh nem chạo lợn nhà nuôi vẫn có nguy cơ bị nhiễm liên cầu khuẩn như thường.